Sếp ơi, thế còn cái vụ nhậu nhẹt của phòng mình thì sao ạ? Tối nay nhá, chị sẽ đi chợ rồi đãi cả phòng. Ui xui. Em chào sếp ạ. Ui, nhà sếp đẹp quá mọi người ạ. Nhà đẹp quá. Ui. Em công nhận là nhà sếp đẹp và hiện đại thật đấy. Này sếp ơi, phải nói là ở đây là sếp hơi bị hưởng thụ đấy nhá. Hôm nọ đứa nào bảo rằng là sếp không biết hưởng thụ, sếp suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc, nó còn bảo rằng là sếp chưa bắt gìn sếp ạ. Đứa nào vơ vẩn. Có cần chị giúp gì không? Xong hết rồi chị ạ, mọi người lấy bát đũa ra giúp em thôi. Vâng ạ. Ôi sếp ơi, sếp ơi, phải nói là sếp ở cái view á, triệu đô. Cái view này mà chill ấy thì cứ gọi là hết nấc. Em nghĩ là tuần nào sếp cũng nên rủ bọn em đến đây chơi cho nó đỡ phí nhờ. Úi dồi ôi, nhau ơi, sếp đi ra đây. Lại bắt đầu rồi. Ôi này mọi người nhìn này, hôm nay sếp lại mặc với còn sếp nó lại rất là nàng thơ. Úi dồi, một chiếc áo len nhẹ nhàng nhá, xong lại một chiếc chân váy mà nó rất là lãng mạn và thơ thần. Úi dồi ôi, người như sếp nhá phải xứng đáng là có 10 người yêu sếp ạ. Cái gì? 20-30 người yêu ấy. Ở đây. Nhưng mà bà đứng cạnh sếp trông nó kiểu bị khập khiễng. Cậu Duy không đến à? À cậu Duy á? Ôi trời ơi, cậu Duy cậu ấy thất tình rồi. Mà có cái cậu này ở đây có khi lại ảnh hưởng đến cảm xúc của chúng ta. Nó đi nhậu một mình rồi sếp ạ. Ừ. Thôi mọi người vào bàn ngồi đi. Ai không đến thì người đó thiệt. Đúng rồi. Trời ơi. Ăn trong nồi ngồi trong cái tay này này. Vô duyên. Sắp cua sắp bát cho mọi người. Ôi ôi. Sướng quá. Hôm nay được sếp chiêu đãi một bữa no nê luôn. Eo ơi, thật sự lúc sang ấy, em không dám mong muốn gì nhiều đâu. Nhưng thật sự là qua đây ấy, em được ăn một bữa căng diều. Chúng em phải cảm ơn bữa tối nay của sếp. Sếp nấu ăn cứ phải gọi là đỉnh của đỉnh. Sếp ngoài xinh đẹp ra nhá, lại còn là một siêu đầu bếp nữa. Chuẩn luôn. Không phải nịnh tôi. Không, em nói thật mà. Thật ạ. Sếp ơi, liệu có lần sau nữa không ạ? Còn. Nhưng mà mọi người làm việc thật là tốt. Ok luôn. Cái chuyện đấy là chuyện đương nhiên ý. Em chỉ mong là có một cái ứng dụng để em đánh giá sếp 5 sao. Sếp. Ôi dồi ôi, thảo mai quá, thảo mai quá. Thế em lên nhà đi, bọn chị về nhá. Vâng, mọi người về nhá. Em nhà sếp. Sếp ạ. Bye bye. Ui, lấy cái rượu này phê quá đây này. Chị ạ. Ừ. Hôm nay cậu bận à? Cả phòng thiếu mỗi cậu thôi đấy. Vâng ạ. Hôm nay mọi người vui chưa? Ừ, vui. Em ra trước đây. Không phiền em nữa. Nếu như một người cứ bước tới, còn người kia cứ giật lùi, thì chúng ta sẽ chẳng có giao điểm nào cả. Còn ở trong chuyện tình cảm, nếu như chúng ta buông tay được, thì người ta gọi là quá khứ. Còn nếu như chúng ta không buông tay được, thì người ta gọi là định mệnh. Nhưng mà chị yên tâm đi, bắt đầu từ ngày mai, chị sẽ là quá khứ của em. Chúng ta có thể hành xử một cách văn minh được không? Nếu như tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu, thì tôi cũng hy vọng là cậu đừng lấy thứ tình cảm đó ra để gây áp lực cho tôi hay khiến cho tôi khó xử. Có những lúc em cảm thấy Trang cũng có tình cảm với em. Ừ. Nhưng mà cô ấy lại cứ dùng lý trí để ngăn nó lại. Bây giờ thì toàn thấy lý trí thôi. Khó tả lắm. Thế thì thôi, miễn cưỡng làm gì. Tình cảm thì nên đặt vào đúng cái chỗ mà nó tiếp nhận mình sẽ tốt hơn.